Dịp Tết Nguyên đán, lượng rác thải sinh hoạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều tăng đột biến, gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, vào khoảng 1.800 đến 3.000 tấn một ngày. Trong đó, lượng rác tập trung nhiều nhất tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ. Do vậy, việc đảm bảo môi trường sạch đẹp, khang trang được các đơn vị chức năng đặc biệt chú trọng để người dân đón xuân vui Tết. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại các địa phương vào sáng nay 30 Tết. Địa phương có lượng rác thải sinh hoạt nhiều nhất tỉnh là thành phố Vũng Tàu. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, lượng rác phát sinh mỗi ngày cận Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Vũng Tàu khoảng 500 tấn rác, tăng 1,5 lần so với ngày thường. Riêng ngày 30 Tết là 1.400 tấn, tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Do đó, để thành phố sạch đẹp, tươm tất đón giao thừa và năm mới, công nhân vệ sinh phải làm việc cực lực để trước giao thừa, việc dọn dẹp, thu gom rác thải hoàn tất. Hôm nay cũng là trưa 30 Tết, thì chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực để dọn dẹp vệ sinh đường phố cho kịp sạch đẹp để đón năm mới. Thì ngoài cái lực lượng phương tiện xe máy cũng như công nhân viên của công ty, thì công ty phải thuê thêm một số lượng lớn xe tải, xe xúc và công nhân thời vụ để mà đảm bảo trong ngày 30 Tết là thu gom vận chuyển hết toàn bộ rác thải ra khỏi thành phố, đảm bảo ngày mùng 1 là trên tất cả các đường phố là đều được sạch sẽ. Lượng rác thải trong ngày 30 Tết cũng tăng gấp đôi so với ngày thường là huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ khoảng 400 tấn, thị xã Phú Mỹ 700 tấn, thành phố Bà Rịa có thể lên đến 1.000 tấn một ngày. Để thu gom vận chuyển số rác thải lớn này, các đơn vị thu gom vận chuyển rác phải tăng cường nhân lực thời vụ, đồng thời bố trí điểm tập kết rác thải phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiến hành bốc dỡ, vận chuyển kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng. Ngày 30 Tết rất là nhiều nên làm từ bắt đầu 1:30 phải ra đường làm mà đến đường phố gọi là đến 11 giờ đêm là sạch sẽ rồi mới được nghỉ. Bố trí chị em là trong ngày 10 tháng 12 22 thì chung ra để làm thêm giờ. Chung là một ngày làm 2 tiếng 3 tiếng để cho nó sạch đẹp. Với lại hai nữa xe cộ đồ đó, giờ đó là không có người, nói chung là người muốn bán không có thì mình dọn vỉa hè bồn cây để hốt các loại cho nó sạch. Lượng rác những ngày cận Tết Nguyên đán thì rất nhiều, nhưng công nhân chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để đường phố luôn sạch đẹp để mọi người đón Tết. Lực lượng công dân đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ làm việc cho đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, sau đó sẽ nghỉ ngày mùng 1 Tết và trở lại làm việc vào sáng mùng 2 nhằm đảm bảo cho phố phường, ngõ xóm luôn sạch đẹp trong những ngày Tết.